Hello, 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 mọi người nghe rõ chứ? Hello, và tôi là Coi, tôi đã quay trở lại rồi đấy. Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và cầm siêu phẩm QOBONQ với con đệ 91.000 sức đánh này. 91k nhé, gọi 91k cho nó hoài, cho nó rực rỡ. Theo hai miền Bắc, mình xem hai miền Bắc rít nghiện luôn. Cho nó rực rỡ rồi, ok, nhai bi tem vào rồi. Hôm nay thì mình sẽ đi đại chiến cái con đường rắn độc má 110 chung với lại BT của mình, gồm có Kenjen Bro, Đại Ca 8B, Laze 7 VIP Server và Chun Quy. Đấy, toàn là những tên tuổi, tên có tuổi và tuổi có tên. Đấy, và rất là VIP ở trên server 2 này, chắc mọi người cũng biết rồi. Chun Quy thì sức đánh cực kỳ trâu bò, nhưng mà nó không có tiết lộ. Mình chỉ biết là sức đánh nó cực kỳ trâu bò ở cái server 2 này. Xây ra nhưng nó lên theo sức đánh và cực kỳ trâu bò. Còn Đại Ca 8B thì mọi người biết rồi đấy. Nói chung là HP rất là cao luôn. Laze 7 VIP Server thì đam cực kỳ khủng và Kenjen Bro thì nói chung là quá gà. Đùa chứ, Kenjen Bro là một xây ra cực kỳ khủng. Và hôm nay Kenjen Bro sẽ cầm theo cái arc hình như là Tài Bro server 2 thì phải. Mình đang cố gắng đợi đây. Không biết anh Ken đâu rồi bọn này. Anh Ken đâu rồi nhỉ Dương ơi? Anh Ken đâu rồi nhỉ? Đại Ca 8B ơi, Laze ơi, mình đang cố gắng đợi Kenjen Bro vào. Không biết ông Ken đâu rồi nhỉ? Có biết đường vào, ông lên, ông chạy lên trên ấy này. Ông chạy lên trên thần vũ trụ xong nhấp vô thần vũ trụ nè. Trời đụ, trời ơi. À thì chắc có lẽ là mọi người biết rồi đấy. Nói, ui trời ơi, chưa gì đã nổ rồi. Nổ rồi à, ồ thôi được rồi, chơi luôn nhá. Quẩy luôn nhá anh em. Rồi, còn con quỷ chim này ông chơi luôn để tao chơi cho. Mẹ tụi mày ông chơi để tao chơi cho. Hôm nay thì mình sẽ đại chiến đảo rắn, cố gắng cướp top 1 server 2, không biết có nổi không đây. Hình như thấy tem hơi loạn thì phải, tại do rất ít đi anh em. Thực sự thì một tuần chỉ đi được có một lần thôi. Đấy, một tuần chỉ đi được có một lần, anh em mới được sum họp lại thôi, rất hạn chế. Mà đi cái này nghe bảo đi má 110 có đồ với lại phiếu giảm giá rất tuyệt vời, nên là cũng muốn đi thử cho nó biết, cho nó hay chơi. Ok mọi người. Ui còn đầu tiên đã xong. Công nhận Chun Quy đam trâu thật đi. Với lại anh Laze 7 VIP nữa, chọc cực kỳ trâu luôn. Nó chọc cú nào thấm cú đó. Đang cố gắng đợi Kenjen Bro cầm ạc Kametron vào ạc úp vàng anh em, nhưng mà mãi không thấy. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, Kametron đã vào. Có mặt Kametron thôi, được rồi, chúng ta tiến qua nào anh em ơi. Tiến qua luôn Dương. Rồi ok, đi qua nhá, anh em cùng nhau quẩy lên nào. Và anh em cùng nhớ ủng hộ Laze 7 Server với Đại Ca 8B ở hai channel đó nhá. Rồi, nói chung là tranh thủ quảng cáo 30 giây chơi đó. Thôi tính ra có 5 giây, đừng nói quá. Thôi rồi, con thứ hai nổ đi, tự sát đi Dương ơi, tự sát luôn. Có tự sát không? Rồi tự sát luôn đi cho nhanh, biết chừng nào mới xong. Đấy, vậy cho nhanh đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với con Teborine này. Rồi con này thì lẹ thôi. Úi dồi ôi, thấy chưa, anh em thấy Chun Quy chưa? Nó trưởng vắt mấy triệu không đây. Kinh thật, nhưng mà mình có hỏi nó là sức đánh bao nhiêu, nhưng mà nó không có tiết lộ. Nó bảo là bí mật, không được bật mí thì nó các kiểu gọi là đàn ông mấy kiểu 3D đấy. Nhưng mà thôi kệ ba đi, đấy quan tâm. Ông Ken cầm mặc Kametron đi úp vàng mới ghê chứ. Củi bát bị đặt còn kêu là đam cao nữa. Trời ơi, đam như thằng phải ruồi á. Bây giờ ơi, gà vãi trưởng ra. Ông xem tôi thể hiện này. Nè, một đá 500k nha anh em, xem mình đá 500k nha. Anh em xem mình đá đấy. Kinh chưa? Chun Quy là đam trâu nhất. Thì anh em lần đầu tiên là ơi trời ơi, sao con siêu quái không ai đánh. Ui trời ơi, trời ơi, con siêu quái mà nó làm phát con 10 triệu kìa. Thằng nào vừa đánh phát 20 triệu vậy. Con siêu quái, anh em có thể tua lại xem đoạn vừa rồi. Con siêu quái thấy phát 10 triệu luôn. 30 triệu mà làm phát con 10 triệu. Thằng nào vừa trưởng cú 20 triệu HP vậy. Bây giờ xuống thần mèo, gặp thần mèo đã. Gặp thần mèo chúng ta chuẩn bị qua map nè. Cảm ơn sư phụ nhá. Rồi chúng ta sẽ xuống map và gặp bò mộng. Khi gặp bò mộng thì chạy thẳng qua đồi hoa cúc nhá. Chạy thẳng qua đồi hoa cúc. Rồi, ui rồi, sao không có ai? Ở đây là có Chun Quy rồi. Không có ai thế này, đánh chết bạn số 1 đấy đi. Có gì đâu mà phải ngán nó. Sợ nó à? Ôi rồi, xong, nó nổ cho banh xác rồi. Tụi nó rút kinh nghiệm. Mà xuống đi Đại Ca 8B với Laze 7 VIP ơi. Để tụi nó rút kinh nghiệm, tụi nó đách xuống mới ghê chứ. Để lũ này, để câu giờ quá đi. Cố gắng cướp top 1 mà lại thế này. Kametron đã có mặt. Đó chính là Kenjen Bro đó anh em. Rất tuyệt vời. Úi rồi, ác của mình thôi, cứ về nhà rồi chạy lên lại giới thiệu cho anh em quá. Ác hết ngọc rồi anh em, quên mất chuyển ngọc. Laze 7 VIP server anh ta đã có mặt. Úi rồi, có choáng đến từ Kametron. Lần giờ sẽ tấn công vào con số 2. Rất tuyệt. Ok, con số 2 nó nổ và chết hai thằng nữa. Con số 2 đấy mình biết ngay mà. Thôi về cho nó lành anh em ạ. Thôi về cho nó lành đi nha. Tính đang đợi Laze 7 VIP server. Hồi sinh anh cái Laze. Hồi sinh anh cái. Rồi ơi, sao mày không hồi sinh cho anh? Thôi để anh về nhà, anh chạy lên lại giới thiệu cho anh em luôn. Thì nói chung là anh em mà bị chết á mà không có ngọc hồi sinh thì anh em cứ lần đầu tiên là
Từ từ đã, mình đang tính bạn bè dịch chuyển mà không có tí nữa lên kết bạn để dịch chuyển sao. Bây giờ thì anh em sẽ chạy thẳng lên rừng Karin nhá. Lần đầu tiên là anh em lên rừng Karin, sau đó thì nhấp vào đây là có hai cách để lên, mình sẽ chỉ cho anh em sau. Lần đầu tiên là anh em nhấp qua rừng Karin, chạy lên thần điện và sẽ qua Kaio như mình đây, như mình đang chạy đây, sẽ chạy qua Kaio. Và khi chạy qua Kaio thì anh em sẽ nhấp vào thần vũ trụ và ấn vào di chuyển, ấn vào con đường rắn độc, má 100. Đấy, ấn đồng ý là xong. Ấn đồng ý này, thấy không? 14 phút mà tem mình đã tới con boss rồi, hy vọng là sẽ lập kỷ lục mới ở server 2 này. Không biết có lập nổi không nữa chứ. PT tem 2 VL ở server 2 này cực kỳ khủng. Nó đi hình như là hơn 10 phút thì phải, đúng rồi, hơn 10 phút. Không biết tem mình đi có hơn được không? Tem mình thấy còn choáng váng bở ngỡ lắm như anh Ken Pro đâu. Nãy đợi lâu quá mà đợi mất cả phút đồng hồ, mất cả phút luôn. Mà đùa thì anh em nhấp vào thượng đế, sau khi nhấp vào thượng đế nhá thì anh em sẽ ấn về thần điện. Và khi này nó sẽ di chuyển tới thần điện thì anh em không cần làm gì hết. Anh em chạy thẳng xuống dưới mèo Karin và phải nhấp vô mèo Karin nhá. Sau khi nhấp vô mèo Karin thì anh em sẽ chạy thẳng qua bên bên đảo đồi hoa cúc. Đó, chạy như vậy là nó qua tới map, mình đảm bảo luôn. Đấy, anh em đấy thấy chưa? Bây giờ là sẽ có mặt đây. Karik có mặt, Karik bây giờ đã 207 triệu rồi, 190 triệu rồi. Không biết con Karik này có rớt gì không. Tí nữa thì cái con Karik bự kia, con Karik đang đeo mắt kiếng kia, con đó mới rớt đồ á. Rớt phiếu giảm giá, rớt 3 sao với là rớt 4 sao kìa. Trời ơi, kinh thật anh em ạ. Hiện tại đang đam rất là khủng luôn. Long KKXX là ạc của đại K8B, rất kinh. Có mặt laser 7 VIP và chun quy đam cũng rất tuyệt vời. Mình cũng đang cố gắng góp thêm phần lượng đam khổng lồ vào cho con Nadix này. Nadix anh ta lên bảng rồi, rất tuyệt vời và không có gì cả. Đối thủ tiếp theo của chúng ta đó chính là cái con Kadix này. Cái con Kadix này thì nói chung là khá là trâu, nhất là ở cái giai đoạn biến khỉ. Trói lại đi Dương ơi, trói lại đi anh Ken ơi. Trói lại với choáng lại đi để em bem cho em với lại thằng laser bay. Rồi ok anh em, bây giờ thì tụi mình sẽ bem với con Kadix này. Rất tuyệt vời, rất khủng luôn. Con khá là trâu bò. Và đây là cục quả cầu kinh khi thần thánh đến từ QOBONOQ, một cục quả cầu kinh khi 60 triệu anh em. Quả cầu kinh khi được 60 triệu à? Rồi ôi kinh vãi ra. Má quả cầu kinh khi vào boss nó 60 triệu à. Mình lên mình quả cầu phát vào sên bà hung, chắc lên tăng ca. Con Kadix này nói chung nó khá là trâu bò đấy. Được rồi, tem mình đang cố gắng hết sức để giành lấy top đây. 458 triệu chun quy cùng với lại gồm có những thanh niên bem như là chun quy này, Kametron này, QOBONOQ này, laser 7 server này. Con đệ mình thì nói chung mình cũng xin giới thiệu sơ lại đó, Mai Sệt Thần nha, 91k sức đánh, rất tuyệt vời. Rồi tiếp tục đi nào anh em, quẩy lên nào, đam nhiệt tình đi để giành lấy top 1 server 2, cướp top nào. Hiện tại đã đi được cũng chắc cỡ 5-6 phút gì rồi đó. Tiếp tục tiêu diệt Kadix, lần giờ sẽ là cái con Kadix này nó rất là trâu bò nhá. Anh em thấy rồi đấy, nhìn vậy thôi nhưng mà tí hồi nó biến khỉ lên tỷ mấy kìa. Anh Ken ơi, cứ bem nhiệt tình đi. Trời ơi, anh tí nữa nó còn biến khỉ, anh còn bem mệt nữa kìa, ăn thua gì. Lên đi nào anh em, đại ca 8B trói lại rồi, rất tuyệt vời. Long cái anh ta cũng đứng trói lại và laser 7 VIP đang. Rồi ôi, mình lại bị giết hết rồi. Hồi sinh anh cái laser thôi, mình về nhà nhá. Mình chỉ cho anh em cách thai để lên lại con đường rắn độc nhanh nhất. Lần đầu tiên là anh em sẽ dịch chuyển, mình sẽ dịch chuyển thử coi được không. Dịch chuyển thử, không được cả ta. Ô, vậy là dịch chuyển không được rồi anh em ạ. Dịch chuyển mình sẽ lại thử lại lần nữa coi nào. Dịch chuyển không được rồi, vậy là ở cái đảo rắn này dịch chuyển không được. Thôi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em, thì anh em chỉ cần capsule về rừng Karin. Và anh em chỉ cần capsule về rừng Karin nhá. Và chạy qua đồi hoa cúc, nó tự động qua map. Đây, capsule về rừng Karin, chạy qua đồi hoa cúc luôn, là nó tự động qua map kia luôn. Đó, theo anh em có hai cách, một là chạy đường bình thường, hai là chạy đường tàu bay. Và bây giờ mình sẽ bật khiêng lên, vừa bật khiêng lên nó đam cho vỡ khiêng luôn kìa. Kinh quá. Lượng đam đến từ Kadix là cực kỳ khổng lồ, nhưng mà có trói đến từ đại K8B và Long KKX, anh ta đã bắt đầu biến khỉ lên rồi. Có ba ăn khỉ bảy đập một khỉ một. Mình sẽ đi về để lấy quả cầu kinh khi nhá anh em, lấy cho nhanh chứ không ấy. Ấy quên, mình đã vô địch rồi, hồi nãy đi nghịch nghịch vô địch mất rồi anh em. Thôi được rồi, mình sẽ quay lại hoang mạc góp vui với anh em nào. Anh em ơi, mình tới đây nào. Ôi, mình đã thọt mắt của tem mất mấy giây rồi. Thôi tiếp tục nào, không biết có cướp được top 1 không đây. Top 1 con đường rắn độc server 2. Rất ghê luôn. Đó, được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. 785 triệu rồi, rất nhanh. Lượng đam đến từ chun quy cũng như là Kametron laser 7 VIP rất là khủng luôn. Và bây giờ mình cũng góp thêm một lượng đam không hề kinh khủng. Kinh khủng, mắt kinh khủng luôn. Đại K8B, chun quy và laser 7 VIP server. Những cái tên tuổi có mặt tại server 2 này tất cả đều có trong tem của còi, rất ghê, rất ghê. Và bây giờ Kadix anh ta còn tới 600 triệu HP cơ. Kinh vậy. 627 triệu, mình sẽ tập trung dồn đam cho con Kadix này lên tăng ca nha anh em. Có nổ đến từ thanh niên nào đây?
nổ được bao nhiêu? Ui dồi ôi, tự sát được 10 triệu hơn à? Vậy ơi, vậy tự sát làm gì? Phí ngọc hồi sinh. Rồi, vậy là tự sát không ăn thua anh em. Chắc mình nghĩ là chỉ có quả cầu thôi. Nãy mình quả cầu phát là được gần cả 100 triệu luôn đấy. Cá địch 525 triệu. Và bây giờ đã 6-7 phút gì, 7-8 phút gì trôi qua rồi. Nhưng mà team mình vẫn đang cố gắng hết sức đây anh em à. Vẫn đang cố gắng, quên, mang thỏ vào. Mang thỏ vào thì nói chung là khi mà mang thỏ vào 5-6 thằng mang thỏ đứng cạnh nhau thì nó sẽ tăng được một sát thương khá khá, cũng để đủ để chơi với nhau. Rồi, cá địch 365 triệu, không biết rớt đồ gì không đây. Quá ghê luôn, 330 triệu, 329 triệu, 307 triệu, 302 triệu, 300 triệu, 291 triệu và 287, 281, 275, 272, 262 rồi, rất nhanh chóng, 243, 224 rồi, rất nhanh. Trung quy nó đam rất là mạnh luôn, một thanh niên xây ra nhưng mà xây ra lên đam. À, tem mình đã đi được 10 phút rồi nha anh em. Đã đi được 10 phút rồi. Đấy, nó thông báo còn lại 20 phút nữa kìa. Vậy là đã đi được 10 phút rồi, không biết có kịp được top 1 không đây. Mà mình nghĩ là chắc không trụ nổi top 1 rồi. Đấy, tem nó trâu quá mà. Tem 2VL, tem nó đi có hơn 10 phút thôi. Ôi, 72 triệu chuẩn bị lượm đồ nào anh em ơi. Chuẩn bị lượm đồ nào. Phút giây cao trào sắp tới rồi. Ui giời, hơi bị run đấy anh em ạ. Không biết có viên 2 sao nào không. Hy vọng là có viên 2 sao cho nó thêm phần hấp dẫn nha. Viên 2 sao hoặc là viên 3 sao cũng được. Viên 2 sao, viên 3 sao, viên 4 sao. Thiếu giảm giá. Ui giời, đây nhặt nhặt đấy nhé. Nhặt nhặt nhặt. Cảm xúc vừa dâng trào. Không thể nhặt vật phẩm người khác à. Nhặt đi anh em. Anh Ken nhặt phiếu giảm giá đi kìa. Dương nhặt phiếu giảm giá đi. Laze nhặt phiếu giảm giá đi kìa. Chun Quy nhặt đi. Trời ơi, anh Thảo My đi theo lượm ké phiếu giảm giá nhưng mà vẫn không được. Ui giời, hành trang của mình phun mới chết trên lượm cạnh. Cái gì đầu phát hành trang của mình phun đã thế còn lượm nhầm viên đá lục bảo nữa. Nhỏ thế chứ lại. Trời ơi, thôi bỏ ra cái ra. Đừng để em một cái phiếu giảm giá. Để em một cái phiếu giảm giá. Em đang làm clip để em lượm nhá. Rồi ok, mình sẽ lượm cái phiếu giảm giá này anh em ơi. À ha, phê. Ủa, sao không thể nhặt vật phẩm nhỉ anh Ken nhỉ? Trung ơi, sao không thể nhặt vật phẩm ta? What the fuck? Ôi trời ơi, lại lượm nhầm viên đá lục bảo nữa rồi. Trời nhỏ. Trời ơi, cái gì laser được viên 3 sao à? What the fuck, sao số nhỏ vậy? Trời ơi. Trời ơi, mất hết rồi. Trời ơi, laser lượm được viên 3 sao, có thằng nào lượm được 2 sao hay mấy không à? Có mỗi viên 3 sao anh em ơi. Trời ơi. Tôi được mỗi cây đá lục bảo, anh Ken thì được cái phiếu giảm giá mà ngon lành à. Trời ơi, anh Ken được cái phiếu giảm giá là ngon rồi. Mẹ, em được mỗi cái ấy đây. Em được mỗi cái viên đá lục bảo. Bây giờ để mình chạy lên trên rừng Karin, trên đảo Kame để coi tem mình đứng top mấy server nhá. Nào anh em. Mà mình chả hiểu vì sao, mà tại vì sao khi đi xong rồi thì nó lại cho mình về cái đảo kho báu ta, ở bên đảo Kame ta. Mình không hiểu lắm, nó phải cho mình về thần vũ trụ chứ anh em nhỉ. Để mình xem nào, di chuyển xem nào. Xem tem mình top mấy nào. Coi thử có tuyệt vời không nào anh em ơi. Rất phiêu, khá là rung. Ui trời ơi, top 1, 10 phút 47 giây. PT mình top 1 rồi, 10 phút 47 giây. Ô quá phê, được rồi. Quá đã luôn anh em ạ. Trời ơi, 10 phút 47. Laser nó hên ghê chứ, em có lượm được cái gì đâu. Anh em ơi, anh em xem này, thấy không? Cái hình ảnh mà laser chụp lại này. Đấy, và đây là chính là cái hình ảnh laser chụp lại. Rồi, viên 3 sao, cái laser nó lượm viên 3 sao ngon lành. Anh Ken, ui dồi ôi, thằng Trung Quy được mỗi viên sao valet với lại viên đá lục bảo, viên 6 sao à? Vậy là ngon rồi, anh mày được mỗi viên đá lục bảo đây này. Rất là nhỏ luôn anh em, rất là xui. À, đen thật à, anh Ken lượm được cái phiếu giảm giá là còn được rồi. Cái gì, tự bay vào người này. Trời ơi, tự bay vào người, lượm méo đâu ra. Trời ơi, thôi được rồi. Nói chung là kệ, cũng được viên 3 sao là ấm lòng rồi. Phê lòi rồi. Cũng đỡ hơn là không có gì. Thôi được rồi, clip này mình dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip của mình. Thu hoạch được vài cái phiếu giảm giá mà mình được mỗi viên đá lục bảo hơi nhọ anh em ạ. Được vài cái phiếu giảm giá cũng như là được nói chung là thằng Laze thì được viên 3 sao thôi. Rồi bye anh em nha, chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Bye mọi người cứ cố gắng rủ tem 10 mà đi bản đồ đi, lượm phiếu giảm giá hơi phê đấy, mình nói thật luôn. Tranh thủ lượm đi, không AD nó fit mệt lắm. Ok, bye anh em nha.